Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Vì sao Ronaldo thay đổi kỹ thuật đá 11m? Phút 105 của trận đấu, Ronaldo đứng trước quả penalty có thể nói là định mệnh. Anh bước lên, tim đập thình thịch song vẫn trung thành với phong cách thực hiện quen thuộc. Ronaldo lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu, lấy đà rồi lao đến tung cú đá căng bằng chân phải vào phía cột dọc bên phải. Nó đủ để đánh bại hầu hết các thủ môn nhưng không phải Jan Oblak. Thủ thành đội trưởng của Slovenia đã đoán được hướng sút của Ronaldo. Anh đổ người vào những đầu ngón tay chạm vào bóng, đẩy nó vào cột dọc ra ngoài. Đó là pha cứu thua ngoạn mục của một trong những người gác đền hay nhất hành tinh nhiều năm qua. Ronaldo không làm gì sai nhiều. Cách tiếp cận của anh được gọi là kỹ thuật không phụ thuộc vào thủ môn. Nghĩa là Ronaldo chọn sẵn một vị trí trong khung thành và cố gắng đá đúng vào đó, bất kể thủ môn làm gì. CR7 thường xuyên sút như vậy. Anh đá rất mạnh vào sát cột dọc, ở một độ cao phù hợp, không quá cao cũng không quá thấp. Đáng tiếc, sải tay dài cùng sự phán đoán tuyệt vời của Oblak đã từ chối Ronaldo. Thất bại trong cú đá này dẫn đến một quyết định khó xử, Ronaldo nên làm gì nếu trận đấu phải bước vào loạt luân lưu cân não? Trước thời điểm ấy, nhiều dấu hỏi đã xuất hiện, bao gồm việc Bồ Đào Nha có nên để Ronaldo tiếp tục sút luân lưu hay không. Theo logic, người đá 11m tốt nhất nên đá quả đầu tiên cho đội của mình, thay vì chờ đến loạt sút thứ 4 hoặc thứ 5. Dù vậy, trong lúc tâm trạng có phần rối bời và đối diện áp lực khủng khiếp, Ronaldo vẫn bước lên lãnh trách nhiệm đá quả penalty đầu tiên cho Bồ Đào Nha sau khi hai đội hòa 0-0 ở 120 phút chính phụ. Quay lại với kỹ thuật đá 11m của Ronaldo. Kế hoạch A đã thất bại nên đã đến lúc chuyển sang kế hoạch B, kỹ thuật phụ thuộc vào thủ môn. Kỹ thuật này có nghĩa là cầu thủ sẽ chèn thêm một sự chậm trễ hoặc sự hù dọa trong lúc chạy đà để cố gắng lừa thủ môn di chuyển trước, qua đó tạo ra khung thành mở ở bên còn lại. Các thủ môn thường có thiên hướng phán đoán và đổ người càng sớm càng tốt thay vì đứng im với hy vọng cầu thủ thực hiện đá vào giữa cầu môn. Về lý thuyết, một cú sút mạnh mẽ, chính xác vào nửa trên của khung thành là đủ, nhưng khoảng cách đang thu hẹp lại. Các thủ môn ngày càng trở nên nhanh nhẹn và sẽ nghiên cứu các cú đá để xem liệu có góc nào được cầu thủ đối phương ưa thích không. Họ ghi nhớ chúng, thậm chí viết ghi chú lên chai nước. Chứng kiến Oblak xuất sắc như vậy, Ronaldo phải thích nghi, thay đổi cách đá chứ không thể đánh cược thêm lần nữa. Bruno Fernandes, đồng đội của Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha, thừa nhận anh đã điều chỉnh kỹ thuật của mình tùy thuộc vào thủ môn phải đối mặt cũng như phong cách đá theo kiểu nhảy chân sáo. Fernandes đã đánh bại Oblak khi lạnh lùng đá quả penalty thứ 2 cho CR cao. Với Ronaldo, trong lúc chạy đà thực hiện cú đá penalty đầu tiên, anh đã khựng lại một nhịp. Phía đối diện, Oblak cũng rất lì lợm, thủ thành này không di chuyển trước mà vẫn đứng im giữa cầu môn. Ronaldo sau đó vung chân thật nhanh, mạnh và quyết đoán vào góc dưới bên trái. CR7 điều chỉnh và anh đã làm được điều đó, với một quả phạt đền thậm chí còn chính xác hơn quả đầu tiên. Oblak bị đánh bại, mặc dù một lần nữa đã đổ người đúng hướng. Bản lĩnh cùng sự thích nghi của Ronaldo đã giúp anh thành công, và nếu Bồ Đào Nha tiếp tục được hưởng 11m, siêu sao 39 tuổi vẫn là cái tên số một bước lên thực hiện. Fulkrug cú đấm thép từ ghế dự bị của tuyển Đức. Fulkrug đã ghi 13 bàn sau 20 trận cho Đức, tức 0,65 bàn mỗi trận. Tiền đạo sinh năm 1993 đạt hiệu suất chỉ xếp sau vua dội bom Gerd Müller cố huyền thoại với 1,1 bàn mỗi trận. Những chân sút xuất sắc khác của bóng đá Đức Uri Seeler là 0,6 bàn mỗi trận, Oliver Bierhoff 0,53, Miroslav Klose và Rudi Völler 0,52. Hiệu suất trên được xem là quá ấn tượng khi Fulkrug vẫn chưa chiếm suất chính thức ở tuyển Đức. Anh có 14 trận vào sân từ ghế dự bị. Tổng thời gian thi đấu của Fulkrug là 764 phút, tức bình 58,8 phút ghi một bàn. Báo Tây Ban Nha S ví tiền đạo 31 tuổi là sát thủ trên ghế dự bị của Đức. Tây Ban Nha cần cảnh giác với Fulkrug ở tứ kết, bài viết trên S có đoạn. Anh ấy có lẽ vào sân ở hiệp 2 và sẵn sàng tạo bất ngờ lớn. Tại Euro 2024, Fulkrug ghi 2 bàn ở trận thắng Scotland 5-1 và hòa Thụy Sĩ 1-1 tại vòng bảng với 98 phút trên sân. Trước đó, anh thi đấu 66 phút nhưng ghi 2 bàn ở World Cup 2022 ở trận thắng Costa Rica 4-2 và hòa Tây Ban Nha 1-1. Với 4 bàn, không ai lập công nhiều hơn tiền đạo Đức khi vào sân từ ghế dự bị ở giải đấu lớn gần nhất. Xếp sau là tiền đạo Hà Lan Georg Horst với 2 bàn ở World Cup 2018 và 1 bàn ở Euro lần này. Trước đó, Đức có tiền đạo Oliver Bierhoff, một chuyên gia đánh đầu, ghi 2 bàn khi vào từ ghế dự bị ở Euro 1996, rồi lên ngôi vô địch. Trong khi đó, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất khi vào từ ghế dự bị là Dieter Müller với 3 bàn tại Euro 1976. Fulkrug được xem là tiền đạo tỏa sáng muộn của bóng đá khi đến World Cup 2022 mới lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ, mẫu trung phong cổ điển này đã ghi 122 bàn sau 357 trận ở cấp câu lạc bộ. Fulkrug trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bremen, rồi thi đấu cho chính câu lạc bộ khi lên chuyên nghiệp. Sau đó, anh đi qua nhiều câu lạc bộ ở Đức như Rosenfurt, FC Nürnberg,
Hannover 96, rồi lại trở về Bremen trước khi sang Dortmund. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.